Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì ở tiểu bang Texas, trong những cái video trước chúng tôi đã có chia sẻ với các bạn là đã có một cái thành phố là Lake Jackson đã bị nhiễm vi sinh vật ăn não có tên là Neisseria fowleri trong cái hệ thống mà phun nước. Cho nên là tạm thời thì người dân ở trong cái vùng Lake Jackson này đó, họ sẽ phải sử dụng nước đun sôi để nguội để uống. Và họ ước tính là có thể là sẽ mất tới 3 tháng để mà hoàn thành cái quá trình kiểm tra. Thì người dân ở Lake Jackson thuộc tiểu bang Texas thì có thể thoải mái mà sử dụng cái nguồn nước máy trở lại sau khi mà nguồn nước bị nhiễm cái vi sinh vật ăn não này được hồi phục trở lại. Ban đầu thì các nhà chức trách loan báo rằng những cái khu vực mà được cung cấp nước bởi nhà máy Brejos Park đều có cái nguồn nước bị nhiễm vi sinh vật này. Nhưng sau đó thì họ lại đính chính rằng chỉ có thành phố Lake Jackson là bị thôi. Thì cách đây vài hôm là cái thành phố Lake Jackson này đã có một cái trường hợp đầu tiên tử vong của một cậu bé do bị nhiễm cái vi khuẩn này. Cậu bé này mới có 6 tuổi thôi, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong những video trước rồi. Và trong cuộc họp mà được tổ chức vào ngày thứ ba thì thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott đã cho biết rằng những cái cơ quan liên bang và tiểu bang đang rất là tích cực làm việc để mà điều tra nguyên nhân tại sao mà nguồn nước lại bị nhiễm vi sinh vật này. Toby Baker là người đứng đầu Ủy ban Chất lượng Môi trường ở Texas cam kết là sẽ tiến hành một quy trình minh bạch điều tra về cái chết của Josiah và làm thế nào mà vi sinh vật này có thể xâm nhập được vào nguồn nước. Tức là người ta đang nghi ngờ tại sao mà cái vi sinh vật này có thể xâm nhập vào cái nguồn nước này được. Tức là có thể có kẻ chủ mưu để mà bỏ những cái độc dược, những cái vi sinh vật độc này vào trong nguồn nước. Thì Baker cho biết là có thể mất khoảng 3 tuần cho tới khi mà yêu cầu nước đun sôi sinh hoạt được dỡ bỏ. Và sau đó thì sẽ cần thêm khoảng 60 ngày để mà khử trùng cái hệ thống nước máy này. Thì phía Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC đó, thì cũng đã cử một cái chuyên gia để mà tiến hành xét nghiệm nhằm xác định cái mức độ chất khử trùng cần thiết và liệu là có nước chưa lọc nào mà lọt vào cái hệ thống này hay không. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì người Việt từ Hàn Quốc về nước đã bị buộc cách ly ở khách sạn $100 một ngày. Thì hàng trăm hành khách từ Hàn Quốc đi về Việt Nam đã rất là bực bội khi mà nhận được thông báo thay đổi chi phí cách ly ở khách sạn từ 1,3 triệu đồng một ngày lên đến thành 5 triệu đồng một ngày. Thì có một cái chuyến bay thương mại quốc tế của hãng Vietjet bay từ Incheon tới Tân Sơn Nhất chở theo 158 hành khách là người Việt về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 30 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên chuyến bay này sau khi mà hạ cánh được hơn 10 tiếng đồng hồ thì hàng trăm hành khách vẫn phải chờ đợi ở sân bay vì có một cái sự mâu thuẫn về việc chuyện cách ly ở khách sạn. Theo đó thì nhiều người nói rằng khi mà đặt vé thì được đại lý thông báo cách ly tập trung nhưng tới sân bay thì lại bị buộc ký vào biên bản đồng ý cách ly ở khách sạn với mức giá vượt khả năng chi trả. Có rất là nhiều người đã bực bội và đã quay video cũng như livestream để đăng lên Facebook cho mọi người biết. Thì những người có nhiều hành khách chờ đợi quá lâu, nhất là trẻ em, thì chờ đợi lâu quá vì đói, vì mệt cho nên đã la hét om sòm. Còn các cụ già thì được cho là coi là quá mệt mỏi. Có cụ già đã bị xỉu và nằm vật trên sàn vì chờ đợi quá lâu. Thì họ bức xúc và họ nói là chúng tôi đã đợi tới 10 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được giải quyết việc cách ly. Không biết là cách ly tập trung hay cách ly riêng từng một nhóm 3-4 người tại trong khách sạn. Ban đầu thì họ nói giá là 1,3 triệu đồng cho 4 người trong một ngày. Tới khi làm việc với khách sạn thì là 1,3 triệu cho một người một ngày. Sau đó thì họ lại đổi giá là 1,7 triệu cho một ngày. Rồi lên đến 2 triệu một ngày. Và cuối cùng thì thành 5 triệu đồng một ngày. Đó, những hành khách họ kể lại như vậy đó. Thì đây là một trong những cái việc làm mà không được ổn định của hãng Vietjet cũng như là cái nơi mà cung cấp cho khách hàng đi từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đã phải thông báo cho họ biết trước và phải giữ vững cái giá mà
những người đi cách ly này trả. Chứ nếu mà bắt họ phải thay đổi giá cả như vậy thì có nhiều người họ đâu có tiền đâu mà họ trả một cái giá đắt như vậy. Chẳng hạn như mỗi một người một ngày ở trong khách sạn cách ly riêng như vậy mà phải chi trả là 100 đô la một ngày, mà cách ly như vậy trong vòng 14 ngày thì họ phải tiêu đến 1.400 đô la. Mà những người đi làm ở Hàn Quốc như vậy đâu phải là họ là những người thương gia giàu có gì đâu mà có tiền bạc nhiều. Họ đi làm họ kiếm tiền vừa đủ ăn thôi, vừa đủ chi trả thôi. Bây giờ họ trở về Việt Nam mà bắt họ phải ở trong cái tình trạng cách ly 2 tuần lễ mà chi trả quá nhiều tiền như vậy thì họ lấy tiền đâu họ chi. Cho nên họ rất là bực bội và họ livestream, họ quay và đăng lên trên Facebook là như vậy đó các bạn. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì các nhà khoa học đã phát triển ra một cái loại thuốc xịt vào trong mũi để ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán. Thì các nhà nghiên cứu đã tiết lộ một loại thuốc xịt mũi đang được phát triển có thể ngăn chặn việc lây nhiễm virus Vũ Hán từ trong trứng nước bằng cách là kích hoạt cái hệ miễn dịch tự nhiên. Thì cái thử nghiệm sản phẩm trên những cái con trồn xương đã cho thấy kết quả đầy khả quan với số ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng trên khắp thế giới. Thì cái việc mà phát triển cái vaccine đang là một công việc gấp rút. Tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu cũng đang tìm kiếm cách khác để mà giải quyết cái dịch viêm phổi Vũ Hán này. Họ đã công bố kết quả nghiên cứu ban đầu về một hợp chất có khả năng tương tác với các tế bào trong khoang mũi để có thể kích hoạt hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Trong khi những phản ứng miễn dịch đặc hiệu được vaccine kích hoạt thì có liên quan đến kháng thể và tế bào T chống lại các mầm bệnh cụ thể. IIS phản ứng với nhiều loại vi khuẩn. Nó giống như là một lá chắn phòng thủ, phổ rộng và không đặc hiệu. Roberto Solari là giáo sư thỉnh giảng về nhiễm trùng trong nhóm nghiên cứu bệnh đường thở tại Cao đẳng Hoàng gia London nói. Ông Solari cũng là cố vấn cho công ty công nghệ sinh học Australia Ina Respiratory. Công ty đang phát triển hợp chất để sử dụng trong thuốc xịt mũi. Ông Solari nói bằng cách kích hoạt IIS hợp chất có tên gọi là INNA-051 sẽ kích hoạt một số quá trình. Trong đó thì quá trình giải phóng các protein truyền tín hiệu cytokine có khả năng kích thích các cơ chế ngăn chặn virus tái tạo bên trong tế bào. Trong nghiên cứu vẫn chưa được bình duyệt thì các nhà khoa học mô tả cách họ sử dụng INNA-051 trên 3 nhóm. Mỗi nhóm gồm 6 con trồn xương với nhiều liều lượng khác nhau. Nhóm trồn xương thứ 4 được cho là dùng giả dược. Một ngày sau khi dùng liều INNA-051 hoặc giả dược thứ 2, thì nhóm nghiên cứu cho thấy trồn xương tiếp xúc với virus đã gây ra viêm phổi Vũ Hán. Mẫu phết mũi và họng của các con vật được theo dõi trong 12 ngày. 5 ngày sau khi tiếp xúc với virus, thì số lượng RNA, vật chất di truyền của virus đã giảm 96% ở những con trồn được dùng INNA-051 so với những con mà được dùng giả dược. Cần nghiên cứu độc chất học và thử nghiệm trên người để xem INNA-051 có an toàn và hiệu quả ở người hay là không. Thì ông Solari cho biết thuốc xịt mũi chứa INNA-051 có thể được dùng vài lần một tuần như một biện pháp phòng ngừa cho nhóm có nguy cơ cao. Và hy vọng chất này sẽ làm giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Nếu giảm số lượng virus trong mũi thì tôi hy vọng mức độ lây nhiễm sẽ giảm. Mặc dù họ chưa nghiên cứu điều đó, ông Solari nói thêm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì khoảng 1/3 phụ huynh học sinh tại Mỹ nói rằng họ sẽ không cho con em của họ tiêm ngừa vaccine cúm mùa vào cái mùa thu này. Và có rất là nhiều lý do mà họ đưa ra để mà họ từ chối không có chích ngừa vaccine ngừa cúm trong cái thời gian này. Thì mặc kệ cái mối đe dọa lớn của đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành tại nước Mỹ. Và có nhiều người thì họ nói rằng nếu mà chích ngừa đó thì con em của họ có thể là không có khỏi bệnh, vẫn phải bị cúm như thường, bởi vì cái chích ngừa cúm này nó không có tác dụng hoặc là không có cái kết quả tốt. Nhưng mà những cái viên chức y tế họ nói là cái tầm quan trọng của việc tiêm phòng trong năm nay á là nhằm tăng cường cái sức đề kháng ở trẻ em cũng như người già và của tất cả mọi người để có thể mà hạn chế được cái nguy cơ phải nhập viện trong cái bối cảnh mà dịch bệnh đang hoành hành.
Thì nếu mà cái dịch cúm này mà không được kiểm soát á, thì các bệnh viện có thể là trở nên bị quá tải. Bởi vì vừa cúm lại vừa viêm phổi Vũ Hán nữa thì bệnh viện không còn chỗ để mà chữa trị. Nên họ khuyến khích là tất cả mọi người dân nên đi chích ngừa cúm trong cái mùa thu này để mà phòng ngừa những cái điều nguy hiểm có thể xảy ra. 32% phụ huynh thì nói rằng con của họ có thể sẽ không có tiêm chủng, sẽ không chích ngừa cúm theo cái cuộc thăm dò quốc gia gần đây về sức khỏe của trẻ em. Và 42% thì người ta nói rằng họ từ chối chích ngừa vì lo lắng về những cái tác dụng phụ của vaccine và chích ngừa cúm này. Khoảng 14% thì họ nói là họ không quan tâm tới vấn đề vaccine và họ không muốn con cái của họ tiếp xúc gần với những cái nơi mà có thể lây lan dịch viêm phổi Vũ Hán một cách dễ dàng. 9% khác thì cũng không có ý kiến, không có ý định tiêm vaccine cho con của họ vì con của họ sợ chích ngừa, sợ kim tiêm hoặc là không có muốn chích ngừa cúm. Tuy nhiên thì khoảng 2 phần 3 các bậc phụ huynh thì có kế hoạch cho con em của họ chích ngừa trong năm nay, với 49% trong số này nói rằng rất có thể là họ sẽ đưa con họ đi chích ngừa. Thì từ tháng 4 là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh là Robert Redfield đã khuyến khích người dân nên chích ngừa cúm khi mà mùa cúm đang đến gần. Bởi vì hiện nay thì cái dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn còn và vẫn đang hoành hành. Thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cái việc mà phải kiểm soát được cái bệnh cúm trong cái mùa này. Thì Dr. Maria Van Kerkhove là trưởng nhóm kỹ thuật chống dịch của WHO nói rằng khó có thể phân biệt được là ngay là cái người mà bị cúm hay là bị dịch viêm phổi Vũ Hán. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cái loại vaccine mà được hy vọng nhiều nhất của hãng Moderna sẽ bị trễ hẹn trong ngày bầu cử của nước Mỹ. Thì giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học có tên là Moderna là ông Stefan Bensel nói với Financial Times hôm 30 tháng 9 rằng hãng này sẽ không thể kịp xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine chích ngừa viêm phổi Vũ Hán trước ngày 25 tháng 11. Và tin này đã dập tắt hy vọng của Tổng thống Donald Trump về việc là Mỹ sẽ có vaccine trước cuộc bầu cử. Ngày 25 tháng 11 sẽ là thời điểm mà chúng tôi có đủ dữ liệu về độ an toàn của thuốc để tổng hợp vào một thiệp EUA và gửi cho FDA, là cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ. Với giả dụ rằng dữ liệu đều tốt, tức là vaccine được coi là an toàn, ông Bensel nói. Tổng thống cũng lặp lại lời tuyên bố này hôm 29 tháng 9 trong một cuộc tranh luận với đối thủ của Đảng Dân Chủ, cựu phó tổng thống là Joe Biden. Ông đã nói có khả năng chúng ta sẽ có câu trả lời trước ngày 1 tháng 11. Vaccine của Moderna là một trong 11 loại vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Một loại khác đang được phát triển bởi Pfizer và CEO Albert Bourla đã cho biết họ có thể sẽ có câu trả lời trong tháng 10. Hầu hết các chuyên gia đều nghi ngờ tuyên bố này và cho rằng các thử nghiệm đang diễn ra sẽ chưa thể cung cấp đủ dữ liệu thống kê để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của thuốc vào thời điểm đó. Phát biểu với tờ Washington Post vào hôm 29 tháng 9, thì Bourla đã phủ nhận ông đang cố gắng lấy lòng Tổng thống bằng cách tuyên bố đưa ra câu trả lời vào tháng 10. Đối với tôi, ngày bầu cử là một ngày tượng trưng, cuối tháng 10 cũng chỉ là một ngày tượng trưng. Đó là cách chúng tôi hoạt động. Nếu chúng tôi có thể đưa ra vaccine sớm hơn, thì chúng tôi sẽ làm ngay, ông nói. Trong khi đó, thì FDA đang mở rộng cuộc điều tra về một chứng bệnh nghiêm trọng trong nghiên cứu vaccine AstraZeneca viêm phổi Vũ Hán và sẽ xem xét dữ liệu từ các thử nghiệm trước đây của các vaccine tương tự phát triển bởi cùng một nhóm nhà khoa học, theo ba nguồn tin của hãng Reuters. Trong khi đó, thì việc thử nghiệm giai đoạn cuối ở Mỹ của vaccine do AstraZeneca điều chế đã bị đình chỉ từ ngày 6 tháng 9 sau khi một người tham gia nghiên cứu ở nước Anh đã mắc một căn bệnh được cho là hội chứng rối loạn viêm cột sống hiếm gặp, hay còn gọi là viêm tủy sống cắt ngang. Một loại vaccine hiệu quả được coi là điều rất cần thiết để giúp chấm dứt đại dịch đã giết chết hơn 1 triệu người trên toàn thế giới này. Các quan chức ở nước Anh, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đã cho phép AstraZeneca tiếp tục thử nghiệm lâm sàng trong nước của họ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã tử vong trong một công viên, nghi vấn là bị sát hại.
thì nhân viên của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev của Ukraine đã bất ngờ tử vong trong một công viên khi mà đang đi tập thể dục. Và nhiều khả năng thì người này đã bị một người đàn ông trung niên sát hại. Vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 thì một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine đã được tìm thấy nằm bất tỉnh bên trong một công viên trong thành phố. Sau khi mà được đưa tới bệnh viện thì người này xác định là đã chết. Khi mà được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh với có một vết thương ở trên đầu và dường như là nạn nhân đã bị tấn công khi đang đi tập thể dục. Vì người này mặc trang phục và chạy bộ và đeo tai nghe. Hiện tại thì giới chức Kiev đang mở một cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm gây ra cái chết của viên chức Đại sứ quán Mỹ này. Và họ đang nghi ngờ là một người đàn ông tuổi từ 30 đến 40. Khi mà gây án thì mặc quần đùi tối màu và mặc áo thun. Tuy nhiên giới chức cũng không loại trừ khả năng rằng đây chỉ là một vụ tai nạn hy hữu. Phía Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine và Bộ Ngoại giao Ukraine thì vẫn chưa đưa ra bất kỳ một cái lời bình luận phản hồi nào về vụ việc này. Nhưng mà phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Ukraine là Adam Shevchenko thì ông đã bình luận trên Twitter rằng đây có thể là một vụ giết người nhưng cũng có khả năng là tai nạn. Và đó là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.